Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Seller Bridge để có thể chuyển tài sản từ các chain khác sang một giải pháp Layer 2 là Arbitrum. Như bạn biết thì trước làn sóng DeFi và NFT thì mạng Ethereum luôn gặp phải các vấn đề đó là bị tắc nghẽn và phí gas rất là cao, từ đấy tạo thành một cái rào cản đối với những người dùng nhỏ lẻ. Vậy thì từ đó chúng ta đã có cái nhu cầu có những cái giải pháp Layer 2, vậy thì nổi tiếng nhất là Polygon Matic và thứ hai đó là Arbitrum. Arbitrum thì đang phát triển rất là nhanh và đã có cái hệ sinh thái riêng của mình rồi. Nó cũng đang đón nhận cái dòng tiền rất là lớn đổ về trong thời gian gần đây. Thế nên mình tin rằng là có rất nhiều cơ hội để bạn có thể đầu tư và skin in the game với hệ sinh thái này. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn hai cái trang web để bạn có thể keep track được cái dòng tiền đang đổ về hệ sinh thái này như thế nào. Thì thứ nhất là DeFi Llama. Đây. DeFiLlama.com. Bạn xuống dưới đây, bạn tìm giúp mình hệ sinh thái Arbitrum thì bạn sẽ có thể nhìn thấy cái Total Value Lock, tức là giá trị tài sản được khóa trong hợp đồng thông minh. Thì bạn có thể biết rằng là dòng tiền nó đổ về cái nền tảng nào nhiều nhất và từ đó có thể đưa ra cái quyết định đầu tư cho mình. Ở trang web thứ hai là L2Bit. Thì đây đó là một cái trang web để keep track các cái giải pháp Layer 2 nó đang đón nhận dòng tiền như thế nào. Vậy thì đây, bạn còn xuống đây bạn sẽ thấy rằng Arbitrum đang hút dòng tiền rất là lớn với Total Value Lock là tầm 2,7 tỷ, Market Share là 75%, gần 75%, tức là nó chiếm đại đa số các cái giải pháp Layer 2 rồi. Đó, vậy thì dựa vào hai công cụ này thì bạn sẽ có thể biết được dòng tiền nó đổ về hệ sinh thái này như thế nào. Rồi, ngoài ra mình cũng sẽ giới thiệu bạn một cái trang web nữa để có thể biết được cái hệ sinh thái Arbitrum nó có những cái mảnh ghép nào. Thì đó là Arbitrum.one. Ok, đó, bạn có thể vào đây là all, tức là tất cả cái mảnh ghép, hoặc là wallet là ví, dApp, thu. Rồi, mình cũng sẽ muốn giới thiệu cho bạn là bridge, thì đó là cái chủ đề hôm nay mình muốn nói cho bạn ra các cái cầu để bạn có thể chuyển tài sản sang cái hệ sinh thái. Đó, thì sẽ có tổng cộng là 6 cái cầu. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ muốn giới thiệu cho bạn là seller bridge, bởi vì cái cầu này nó là sử dụng tiện nhất và cái phí nó cũng sẽ khá là rẻ cho các bạn. Ok, rồi giờ mình sẽ bắt đầu cái bài hướng dẫn của mình nhé. Trước khi bắt đầu thì bạn cần phải lưu ý rằng đó là Seller Bridge nó sẽ chỉ sử dụng ví MetaMask thôi. Thế nên bạn hãy đảm bảo rằng là mình đã có một cái tài khoản MetaMask cũng như là đã cài đặt nó trong cái trình duyệt của mình. Rồi, lưu ý thứ hai đó là bạn sẽ cần phải add cái network Arbitrum trong ví. Đây thì mình sẽ cho bạn thấy. Đó, vậy thì ví của mình đã có kết nối với một số cái network, ví dụ như là Matic, Polygon, Binance Smart Chain. Vậy thì tương tự, bạn cũng sẽ phải add cái network Arbitrum ở trong ví. Vậy thì bạn có hai cách. Cách thứ nhất là bạn điền tay, tức là bạn sẽ chọn Custom RBC, bạn điền các thông số vào đây. Cách thứ hai cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều cho bạn, đó là bạn vào cái trang web chainlink.org, bạn kết nối với ví của mình. Sau đó bạn search network giúp mình là Arbitrum. Bạn sẽ kết nối với network Arbitrum One nhé. Bạn hãy cẩn thận không nhầm lẫn với hai cái này. Bạn sẽ chọn Add to MetaMask. Đó, vậy thì cái trang web này nó sẽ tự động thêm cái network này vào trong ví của bạn. Bạn chọn Approve. Đến đây thì bạn sẽ chọn Cancel nhé, bởi vì mình sẽ chưa sử dụng cái này vội. Ok, rồi giờ thì trở lại với Seller Bridge. Đến cái bước này thì bạn sẽ phải kết nối với ví. Thì bạn sẽ chọn Connect Wallet MetaMask. Ok, đó, vậy thì như bạn thấy rằng đã thành công rồi. Rồi, xuống dưới đây thì bạn sẽ chọn cái chuỗi mà bạn muốn chuyển tài sản. Như bạn thấy có khá là nhiều lựa chọn cho bạn, như là Binance Smart Chain, Phantom, vân vân. Thì hôm nay mình sẽ lấy ví dụ là mạng Polygon nhé. Rồi, tiếp theo bạn sẽ chọn loại tài sản mà bạn muốn chuyển. Như hôm nay mình sẽ lấy ví dụ là đồng USDT. Ok. Đích đến thì như mình đã chọn đây rồi, là Arbitrum. Rồi, tiếp theo bạn sẽ nhập cái số lượng, thì mình sẽ nhập là 30 đồng USDT. Ngoài ra thì để thuận tiện hơn, bạn cũng có thể chọn Max, tức là bạn sẽ gửi toàn bộ số tiền mà bạn đang có trong ví. Bạn lưu ý đó là khi mà chuyển thì bạn sẽ mất một số phí. Thì hiện tại phí của mình là 13,17 đồng USDT. Do đó mà mình sẽ nhận lại trong ví của mình sau khi chuyển là 16,8. Đó, rồi giờ mình sẽ chọn Transfer. Mình sẽ phải approve cái đồng USDT trong ví của mình trước nhé. Rồi, confirm. Ok.
Giờ giờ mình sẽ submit transfer. Ok, giờ mình sẽ confirm. Ok, bạn lưu ý đó là khi mà sử dụng cái cầu để chuyển bất cứ cái tài sản nào thì nó sẽ mất khá là lâu, bởi vì phải cần rất là nhiều bước mà lại involve hai cái chain khác nhau. Thế nên bạn cố gắng kiên nhẫn một chút. Ok, như bạn thấy đây thì mình sẽ phải chờ tối đa là tận 10 phút. Đó, như mình nhắc lúc nãy thì khá là lâu. Thì bạn cố gắng kiên nhẫn nhé. Rồi ok, sau khi đã chờ xong thì mình sẽ chọn release fund. Đấy, thế thì mình mới có thể nhận cái tài sản trong ví của mình. Khi đã thực hiện xong các bước rồi thì bạn có thể vào tab History để có thể nhìn thấy cái giao dịch. Và như bạn thấy đây thì hiện tại là mình chưa nhận được cái số tiền của mình, bởi vì là đang chờ cái relay node nó giải phóng cái fund. Vậy thì bạn có thể đọc cái chú thích ở đây. Tức là khi mà bạn không nhận được số tiền sau ngày 18 tháng 9, tức là đang trong trường hợp của mình là sau ngày 18 tháng 9 và lúc 7 giờ 15 phút thì mình sẽ có thể là nhận lại cái số tiền của mình bằng cách là vào tab History và bạn sẽ chọn cái claim your fund ở đây. Để biết thêm về các cái trường hợp đặc biệt, tức là lỗi chậm, thì bạn có thể vào cái doc này, bạn chọn tutorial. Bạn quận xuống hết dưới đây. Đây, edge case, tức là các cái trường hợp đặc biệt, thì bạn có thể đọc thêm và tìm hiểu thêm các trường hợp nhé. Giả sử là release fund, cancel expired transfer, tức là đã chuyển quá lâu rồi thì bạn sẽ hủy cái giao dịch đấy, vân vân. Đó, bạn có thể xem ở đây giúp mình. Ok, giờ đến cái bước cuối cùng. Khi bạn nhìn thấy rằng là giao dịch của mình đã thành công, như ở đây mình đã có chữ completed, thì giờ bạn sẽ check xem là ví của mình đã nhận được cái số tiền đấy chưa. Rồi giờ mình sẽ vào ví của mình. Bạn nhớ phải đổi mạng lưới đấy. Ok, trong trường hợp bạn chưa nhìn thấy thì cũng không phải lo lắng, bởi vì bạn chưa có cái token đấy ở trong ví của mình, thì bạn sẽ phải add token. Tuy nhiên, làm sao để bạn có thể biết được cái contract của cái token trong mạng lưới là gì, thì bạn sẽ vào cái trang web đó là rbscan.io. Bạn sẽ search cái token đấy ở đây. Như lúc nãy mình đã chuyển đồng USDT đó, thì mình sẽ search ở đây. Ok. Đó, ở bên tay phải đây, profile summary, thì bạn sẽ nhìn được cái contract. Bạn sẽ copy. Bạn quay trở lại ví của mình. Add token. Rồi giờ bạn sẽ paste cái địa chỉ đấy vào đây. Ok, next. Đó. Add token. Đấy, thì như bạn thấy rằng là mình đã có nhận được 16,826 đồng USDT rồi. Ok, đấy như bạn thấy. Ok, rồi. Vậy thì đó là cái phần kết thúc bài hướng dẫn của mình cách sử dụng SailorWish để có thể chuyển tài sản giữa các chuỗi khác nhau. Ok, thì mình cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo nhé.